Cuối năm 1953, Pháp lâm vào thế bị động trên chiến trường Đông Dương. Tuy có ưu thế vượt trội về mặt binh lực, Pháp lại phải phân tán lực lượng trên khắp các mặt trận. Trước tình hình đó, Pháp cần xây dựng một cứ điểm để kiểm soát Thường Lào và làm đòn bẩy để tiêu diệt quân đội Việt Minh. Địa điểm chúng chọn là thung lũng Điện Biên Phủ. Thung lũng Điện Biên Phủ Thanh Bình dài 20 km, rộng 5 km, nằm trong tỉnh Điện Biên. Khu vực hẻo lánh này trên lý thuyết chỉ có thể dễ dàng tiếp cận bằng đường hàng không. Chính vì vậy mà tướng Nava tin rằng Điện Biên Phủ sẽ là một pháo đài bất khả xâm phạm. Pháp chia cứ điểm Điện Biên Phủ ra làm 3 phân khu: Bắc, Trung tâm và Nam. Phân khu Bắc do Trung tá Andrei Chankat làm chỉ huy trưởng, gồm 2 cứ điểm Eni Meri hay còn gọi là Bản Kéo và Gabriel hay còn gọi là Độc Lập. Các cứ điểm này giữ nhiệm vụ án nước phía Đông Bắc, ngăn chặn hướng tiến công từ tuần giáo vào và được yểm trợ bởi tiểu đoàn bộ binh số 5 của lịch nghìn thuê Algeria. Phân khu trung tâm bao gồm các cứ điểm Uchis hay còn gọi là Him Lam, Clodin, Dominic, Helin, Hugit, François và Junong. Phân khu này là căn cứ của 7 tiểu đoàn tinh nhuệ nhất của quân Pháp. Các căn cứ này bao quanh sân bay Mường Thanh, sân bay chính của Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ, và là cầu hàng không nối liền với Hà Nội, Hải Phòng, với gần 300-450 tấn hàng được vận chuyển mỗi ngày. Thung lũng Mường Thanh cũng là địa điểm Pháp tập trung nhiều hỏa lực nhất. Phân khu còn lại là phân khu Nam với trọng tâm là sân bay Hồng Cúm, hay có tên tiếng Pháp là Isabelle, sân bay dự bị chiến lược của Pháp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Phần còn lại của phân khu Nam là các cụm quân sự với mục tiêu bảo vệ sân bay này. Trong từng trận đánh cụ thể, việc tiếp cận đồn Pháp cũng là hết sức khó khăn. Điều đáng nói là việc đầu tiên Pháp làm trong khi xây dựng căn cứ Điện Biên Phủ là săn phẳng mọi chướng ngại vật để tạo tầm nhìn và tầm tác chiến, cũng như để linh hoạt cho điều binh và tiếp tế. Điều này có nghĩa là muốn đến được các cứ điểm Pháp, những người lính của chúng ta phải chạy xuyên một quãng đường dài 200 m, chẳng chỉ kém gai bom mìn hỏa lực mà không hề được che chắn. Thậm chí những khẩu pháo cao xa nặng hàng ngàn ký cũng phải kéo lên núi bằng chân trần trí thép. Và trong một lần tai nạn dây pháo bị đứt, anh hùng Tô Vĩnh Diện đã không ngần ngại lấy thân mình chèn lấy khẩu trọng pháo, không để cho pháo trượt xuống núi. Vậy bây giờ hãy cùng so sánh một chút về lực lượng giữa hai bên. Về cả cuộc chiến tranh Đông Dương, quân số của Pháp là 445.000, của ta là 252.000. Pháp có tổng cộng 267 tiểu đoàn, Việt Nam có 127. Không những thế, về mặt viện trợ, Pháp nhận được từ Mỹ tới 400.000 tấn vũ khí, Việt Nam được Liên Xô và Trung Quốc viện trợ 21.500 tấn. Mỹ cung cấp cho Pháp 4 tỷ đô trong khi Việt Nam chỉ nhận được 34 triệu. Như vậy là ta thấy rằng quân số và hỏa lực của Pháp đều mạnh hơn ta. Và nếu một người lính Việt có một khẩu súng thì một người lính Pháp có tới hơn 20 khẩu. Và đây là số liệu cụ thể của chiến dịch Điện Biên Phủ. Pháp có 20.000 quân, Việt Nam có 60.000, chia làm 19 tiểu đoàn cho Pháp và 46 tiểu đoàn cho Việt Nam. Tuy chỉ có 60 khẩu pháo cao xa, ít hơn 100 khẩu của Việt Nam, thế nhưng số đạn pháo của Pháp nhiều hơn của Việt Nam tới 5 lần. Và bên cạnh đó là rất nhiều máy bay tiếp tế cùng với xe tăng và phương tiện chiến đấu. Và đương nhiên trong một chiến dịch lớn và dài ngày như chiến dịch Điện Biên Phủ không thể không có mặt phần hậu cần. Pháp có sự phục vụ của tới hơn 200 xe tải, cùng với đó là 4.000 tấn hàng được tiếp tế qua đường hàng không. Tuy nhiên, do địa hình và nỗ lực phòng không của Việt Nam, một nửa số hàng đấy lại rơi sang địa bàn của phe ta. Trong khi đó, lực lượng hậu cần của Việt Nam bao gồm 21 vạn xe đạp thổ được người dân tự cải tiến, có thể chở từ 200 đến 300 ký hàng mà kỷ lục là 352 ký, cùng với đó là 12.000 bè mảng. Xe đạp thổ có thể chở gấp 10 lần dân công gánh bộ, còn có thể hoạt động trên những tuyến đường mà ô tô không thể đi được. Chính phương tiện vận chuyển này đã gây bất ngờ lớn ngoài dự tính của các tầm chỉ huy Pháp. Để đối phó với địch, chiến lược đầu tiên mà phe ta đưa ra là chiến lược đánh nhanh thắng nhanh. Tuy nhiên, ngay đêm trước kế hoạch tấn công, tức ngày 25 tháng 1, tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định hoãn chiến dịch này lại do những hạn chế về chiến thuật cũng như các lực lượng bộ binh. Và ngay chiều hôm sau, tức ngày 26, Bộ Tổng Tham mưu đã quyết định chuyển sang phương án đánh chắc tiến chắc với sự kết hợp của bộ binh, công binh đào hào và dân quân tình nguyện chuyên trách hậu cần. Chiến dịch Điện Biên Phủ được chia làm 3 đợt. Đợt 1, 17 giờ chiều ngày 13 tháng 3, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hạ lệnh bắt đầu. Hàng loạt những quả đạn pháo trút xuống khu địa điểm Uchis hay còn gọi là Him Lam, cứ điểm mạnh nhất của Pháp ở phía đông bắc phân khu trung tâm. Một kho xăng bốc cháy, lực lượng không quân tại chỗ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Toàn bộ đường dây liên lạc đều bị cắt đứt. Đến 23 giờ đêm cùng ngày, quân ta đã xóa sổ trung tâm đề kháng Him Lam, thừa thắng xông lên tiêu diệt luôn cứ điểm Gabriel và Annie Mary. Đợt 2 diễn ra từ ngày 30 tháng 3 tới ngày 26 tháng 4, mục tiêu là vây lấn bóp ngày tập đoàn cứ điểm của địch. 18 giờ ngày 30 tháng 3, ta đánh chiếm thành công căn cứ C1. Chỉ sau 45 phút, lá cờ quyết chiến quyết thắng của ta đã tung bay trên nắp hầm C1.
Trong cuộc chạm trán tại đồi A1 thuộc cứ điểm Elin, quân đối phương xả súng như mưa vào các đoạn hào, chặn được những đợt tấn công của quân ta. Bộ tổng tham mưu đã áp dụng chiến thuật vây lấn, từng bước siết chặt các vị trí của địch. Quân Pháp sống trong điều kiện hết sức khó khăn, việc lấy nước cũng hết sức nguy hiểm trước sự đe dọa của các tay súng bắn tỉa của Việt Nam. Đợt 3 diễn ra từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 5 với mục tiêu cuối cùng là dứt điểm các dãy đồi xung quanh phân khu trung tâm, cắt đứt mối liên lạc với phân khu Nam và sân bay Hùng Cúm. Ngay trong đêm đầu tiên của đợt 3, quân ta đã tiêu diệt các cứ điểm đề kháng Hugit và Dominic, chỉ còn cứ điểm A1 tại trung tâm Elin. Vào đúng 20:30 ngày 5 tháng 5, một tấn bộc phá đẫu đồng loạt nổi tung thổi bay lô cốt đấy. 17 giờ, tướng Đề Cát Suy đầu hàng và bị bắt. Toàn bộ phân khu trung tâm buông vũ khí, phân khu Nam cũng ra lệnh dừng bắn và đầu hàng. Chiến dịch Điện Biên Phủ đã chính thức đi vào lịch sử. Những tổn thất sau chiến dịch Điện Biên Phủ đã được thống kê như sau. Về phần Pháp, số lính Pháp tử vong là 1.747, 5.240 người bị thương, 1.729 người bị mất tích, 11.721 người bị bắt làm tù binh, 36 chiếc phi cơ bị phá hủy lúc đang tham chiến, 20 chiếc thậm chí còn chưa ra khỏi đường bay, cùng nhiều thiệt hại về phương tiện chiến đấu các loại. Quân đội Việt Minh thậm chí còn phải trả một cái giá nặng nề hơn, khi có 4.029 chiến sĩ đã hy sinh, 10.130 người bị thương và 792 người mất tích. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 kết thúc 9 năm cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân Việt Nam, góp phần cổ vũ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trên toàn thế giới. Đây được xem như là một chiến công thần thánh, một mốc son chói lọi bất tử trong lịch sử của nhân dân ta. Chiến dịch này đã khẳng định và tôn vinh sức mạnh phi thường của quân dân, trí tuệ và chiến lược tài tình của bộ chỉ huy, cũng như lòng yêu nước nồng nàn của mỗi người dân Việt.